Trong những năm gần đây, rất nhiều các gia đình Việt đã lựa chọn hình thức du học tại chỗ thay vì phải gửi con cái đến những đất nước xa xôi nhằm có được môi trường giáo dục chuẩn quốc tế. Đại học Greenwich Việt Nam hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich Vương quốc Anh và tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009 với hơn 10.000 sinh viên từ 10 quốc gia trên thế giới đã và đang theo học. Toàn bộ nội dung đào tạo và giáo trình giảng dạy được chuyển giao từ Đại học Greenwich Vương quốc Anh. Đồng thời, đội ngũ giảng viên tại Đại học Greenwich Việt Nam đều có trình độ chuyên môn cao đến từ các nước có nền giáo dục phát triển hoặc từng tu nghiệp tại nước ngoài, được công nhận đầy đủ năng lực và kinh nghiệm đảm nhận đào tạo các chuyên ngành tại trường. Học tại đây, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân quốc tế uy tín từ Đại học Greenwich Vương quốc Anh có giá trị toàn cầu. Trường đào tạo các chuyên ngành đang rất được chú trọng như quản trị kinh doanh, truyền thông, quản trị sự kiện, thiết kế đồ họa, công nghệ thông tin. Đặc biệt vào năm 3, sinh viên sẽ được tham gia chương trình thực tập doanh nghiệp On The Job Training để sớm tiếp xúc với công việc thực tế cũng như có cơ hội học tập tại nước ngoài thông qua các chương trình trao đổi. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng đào tạo, Đại học Greenwich Việt Nam cũng xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện, luôn đi tiên phong trong việc đưa các môn kỹ năng mềm vào chương trình học để giúp sinh viên rèn luyện khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm hay tư duy logic, dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc ở bất kỳ quốc gia nào. When entering University of Greenwich, we have the chance to grow our potential, our creativity, and at the same time, we also study with many students from all over the world so that our mindset and vision can be broadened at the same time too. Nằm trong mạng lưới cơ sở quốc tế của Đại học Greenwich Vương quốc Anh, trường tự hào thuộc top 3 cơ sở quốc tế có lượng sinh viên theo học lớn nhất cũng như nhận được quan tâm đặc biệt từ Anh Quốc. Mang đến cho sinh viên một môi trường học tập chất lượng quốc tế, nhưng Đại học Greenwich Việt Nam có mức chi phí hợp lý với nhiều gia đình. Bên cạnh đó, trường còn trao tặng nhiều học bổng giá trị nhằm thu hút sinh viên tài năng, có thành tích học tập xuất sắc hay hoạt động xã hội tích cực. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với live stream ngày hôm nay cùng với Quang Minh trong một series chương trình tư vấn và định hướng nghề nghiệp được tổ chức bởi trường Đại học Greenwich Việt Nam. Và nếu như quý vị và các bạn còn nhớ thì ở trong hai số lần trước, chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện xoay quanh hai chuyên ngành, đó chính là ngành quản trị kinh doanh và thiết kế đồ họa. Và nếu như quý vị và các bạn có bỏ lỡ hai số phát sóng lần trước của chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể lên xem lại ở trên fanpage chính thức của Đại học Greenwich Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện về một ngành nghề được coi là quyền lực nhất trong xã hội hiện tại. Tại vì sao Quang Minh lại nói như vậy? Bởi vì những ứng dụng của ngành nghề này đang len lỏi trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, và đó chính là ngành công nghệ thông tin. Và để có thể giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như là cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích và thú vị dành cho quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay đây chúng tôi đã mời tới đây những vị khách mời là những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nghề này. Và có lẽ là không để quý vị và các bạn đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bốn vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta có hai giảng viên bộ môn công nghệ thông tin đến từ trường Đại học Greenwich Việt Nam. Xin được giới thiệu anh Doãn Trung Tùng, trưởng bộ môn công nghệ thông tin. Xin chào anh. Và một người đồng nghiệp của anh, xin được giới thiệu anh Nguyễn Đình Trần Long. Và để có một cái góc nhìn thật là bao quát, thật là khách quan thì chúng tôi cũng mời tới đây những đại diện đến từ phía doanh nghiệp. Xin được trân trọng giới thiệu anh Bùi Song Toàn, trưởng bộ phận phát triển giải pháp hạ tầng Vega Corporation. Xin chào anh. Và đồng hành ngày hôm nay là một gương mặt, cuối cùng là một gương mặt mà át hẳn là đâu đó trong các bạn khán giả đang theo dõi livestream cũng cảm thấy quen thuộc. Bởi vì bạn này là một trong những cựu sinh viên của Đại học Greenwich Việt Nam. Xin giới thiệu bạn Lê Hiệp. Xin chào. Đầu tiên thì Quang Minh muốn thay mặt cho ban tổ chức cũng như là tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay muốn gửi lời cảm ơn các anh vì các anh đã dành thời gian để đến đây và chia sẻ với quý vị khán giả ngày hôm nay. Và không biết là các anh có để ý hay không, nhưng mà Quang Minh thấy thật là tình cờ khi mà trong một chương trình về công nghệ thông tin, lần đầu tiên chúng tôi mời bốn vị khách mời thì đều là nam giới. Tại vì bình thường là sẽ có một ít nhất là một bóng hồng của chúng ta ngồi ở một trong bốn vị trí ở đây, nhưng ngày hôm nay chúng ta toàn là nam. Thì không biết là có phải trùng hợp hay không khi mà nói về ngành công nghệ thông tin mà khách mời toàn là nam giới, thì liệu phải chăng là ngành nghề này không được các chị em phụ nữ ưa chuộng lắm, bởi vì nó có đặc điểm gì đấy hay có đặc thù gì đấy mà các chị em phụ nữ ít khi lựa chọn ngành này? Thì không biết là quan điểm của em là một người ngoại đạo như thế thì liệu có chính xác hay không? Thì xin các anh cho ý kiến ạ. Có lẽ là xin hỏi ý kiến thầy Tùng trước. Thì cái việc mà nữ giới, tỷ lệ nữ giới thấp trong ngành công nghệ thông tin thì đó là một cái sự thật, và có thể ngay từ sự thật này có thể được kiểm chứng ngay từ trong trường học. Về các trường đại học và các lớp công nghệ thông tin, tỷ lệ nữ giới cũng rất thấp, cũng như các cái lớp mình dạy thì
tỷ lệ có thể chỉ có độ vài ba bạn trong tổng số 30 bạn chẳng hạn, hoặc thậm chí có những lớp mà hoàn toàn không có một bạn, không có một bạn nữ nào. Thì tại sao nó lại như thế thì cũng có nhiều giả thuyết, nhưng một trong những giả thuyết đó là xuất phát điểm từ cái lúc mà máy tính ra đời ạ. Thì khi mà họ muốn quảng bá để bán được máy tính cá nhân ấy, thì người ta hay nhắm vào đối tượng con trai là những đối tượng mà thích chơi các trò chơi điện tử. Đấy, thế cho nên là con trai hay được tiếp xúc các máy tính nhiều hơn, nên nó sẽ gắn bó đến cái ngành nghề đó hơn. Chứ còn nếu mà xem lại trong lịch sử của phát triển của khoa máy tính ấy, thì lúc đầu tỷ lệ nữ giới tham gia rất là nhiều, thậm chí nữ là người đầu tiên viết ra một cái ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì chúng ta sau lại đó tỷ lệ giảm dần. Giảm dần. Thế thì câu hỏi này thì nếu mà nhắc đến game và nhắc đến những cái tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ ở trong lớp thì xin hỏi bạn Hiệp. Tại bạn Hiệp cũng là một học sinh của thầy Tùng ngày trước đúng không ạ? Vâng, và không biết là tại vì thầy Tùng có chia sẻ là những bạn nam giới máy tính thường được bán cho nam, tại vì nam giới thì thường thích chơi điện tử. Thì không biết là ngày xưa khi bạn bắt đầu đến với ngành này thì có phải vì lý do là bạn thích chơi điện tử không? Thực ra là lý do của mình là mình không phải thích chơi điện tử. Mà bởi vì là mà bởi vì thực tế là hồi xưa là thực hiện tại là anh của mình có làm trong lĩnh vực về an toàn thông tin. Thì mình cũng có được định hướng và học lập trình từ khi còn học phổ thông. Ví dụ tiếp cận ngôn lập trình như là bình thường như các bạn hay học. Và sau này mình tiếp tục mình học đại học chuyên nghiệp thông tin. Chứ cũng không hẳn là lý do là vì thích chơi điện tử hay gì cả. Thế thì em thấy có một góc nhìn khá là đa dạng, bởi vì là khi mà có nhiều bạn chơi điện tử này, có những người thì như anh là được định hướng về vấn đề lập trình đúng không ạ? Vậy thì rốt cuộc thì ngành nghề này thì nó bao gồm những gì và nó có một cái góc nhìn tổng quan như thế nào? Thì không biết là có xin hỏi là anh Long đi ạ. Anh Long có thể chia sẻ một chút về cái góc nhìn tổng quan của anh về cái ngành nghề này được không ạ? Mình thấy thì ngành công nghệ thông tin thì cũng có một đặc điểm chung là giống như những cái ngành công nghệ khác, thì là nữ giới thì không có sự quan tâm cũng như là thích thú về những cái ngành về công nghệ lắm, mà thường thì nữ giới thì thích về kinh tế hay là những ngành về xã hội thì phù hợp hơn. Ngành công nghệ thông tin thì thường là gì? Gắn cái mác là khô khan và hơi nhàm chán, đấy thì thường là phù hợp với là đàn ông và con trai hơn. Nhưng mà nếu mà khô khan và nhàm chán thì cụ thể là mình làm gì trong ngành công nghệ thông tin mà lại khiến nó khô khan và nhàm chán ạ? Thường thì đặc thù vì những môn đã học, những môn mà các bạn sinh viên để mình được học vào trường đại học Linguistics thì thường là sẽ làm những môn lập trình. Đấy thì thường là toàn những liên quan đến việc là viết code thì nó sẽ hơi nhàm chán và dễ buồn ngủ, thì thường là phù hợp với những bạn là nam giới hơn. Còn nữ giới thì thích những cái gì nó học nó sẽ cảm thấy dễ vào, cảm thấy nó thoải mái, dễ học hơn. Anh Toàn thì sao? Em thấy anh ngồi rất am chiêu và anh... Có vẻ như anh rất nhiều tâm sự đúng không? Không ạ. Tại vì là nếu mà ngành nữ giới thì thực ra là cũng ít thuộc cái lĩnh vực công nghệ thông tin này. Thì đặc thù về đi làm thì mình thấy là cái công việc thường làm về công nghệ thông tin thì các bạn phải làm việc bình thường ở ban ngày đó, ban buổi tối thì phải thi thoảng overtime. Đấy là những cái mà đặc biệt là phải ngồi nhiều trước màn hình máy tính. Đấy là những cái mà áp lực, những cái công việc đặc thù của ngành công nghệ thông tin, dẫn đến cái việc là phải có một sức khỏe tốt, phải có một cái năng lượng trên bộ não mình ok để xử lý tất cả công việc như vậy, ngoài cái việc là tám tiếng trên thông tin, dẫn đến cái việc mà tỷ lệ các bạn nữ giới tham gia dần dần sẽ không tham gia nhiều vào lĩnh vực này nữa. Đó là một khó theo đấy là theo cái giả thuyết của mình. Em nghe thấy khá là vất vả, thế anh có thể chia sẻ sâu hơn về công việc của anh hiện tại được không ạ? Công việc của mình thì hiện tại mình làm về quản lý là chính, nhưng mà chỉ chiếm khoảng 3% thôi, 7-3% thôi, 70% còn lại mình vẫn là lập trình. Mình làm lập trình đây là từ software, hạ tầng, cả phần cứng, cả phần mềm, vẫn là kiểu làm một dạng là full stack. Thế thì có lẽ là xin hỏi thầy Tùng đi tổng hợp những ý kiến, ba ý kiến của người này, của ba gương mặt này, thì thầy sẽ tổng hợp lại đi là bây giờ ngành công nghệ thông tin, định nghĩa nó một câu ngắn gọn là như thế nào, và những cái chuyên ngành hẹp mà chúng ta cần biết khi mà chúng ta tham gia vào cái ngành công nghệ thông tin này. Thì ngành công nghệ thông tin ấy, thì nó định nghĩa thì mình nghĩ là khá là khó vì nó rất là bao quát, có như anh vừa kể đây đấy, thì nó có cả phần cứng, có cả phần mềm đúng không ạ? Và sau này thì nó còn, từ đấy nó còn chia ra nhiều các cái chuyên ngành nhỏ nữa. Nhưng tóm lại mình có thể nói là những cái công việc là việc mà nó sẽ liên quan đến máy tính, tạo ra những cái ứng dụng, những cái
bộ công cụ liên quan đến máy tính để giúp đỡ cho công việc của tất cả các cái ngành nghề khác nhau, ứng dụng vào trong mọi mặt trong trong đời sống. Đấy, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói đây là một ngành nghề quyền lực nhất trong xã hội hiện tại, đúng không ạ? Và nhiều người còn ví là đây là một nguồn nhiên liệu không thể thiếu trong một nền kinh tế hiện đại. Rõ ràng là chúng ta thấy cái tầm quan trọng của công nghệ thông tin. Và em thấy rằng là bây giờ, ngay trong thời điểm bây giờ, công nghệ đang đóng một vai trò vô cùng lớn, nhất là trong cái thời điểm mà dịch Covid-19 đang hoành hành. Từ giảng dạy, đúng không ạ? Chúng ta có dạy học online, rồi là các doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có họp online, đúng không ạ? Vâng, thì không biết là bên cạnh những cái ứng dụng vừa kể ra thì cái ngành này còn có những ứng dụng khác gì trong vấn đề như gọi là giáo dục và trong doanh nghiệp, thì còn nó còn những cái ứng dụng gì khác không ạ? Thực ra thì mình thấy cái ngành nghề này nó đang len lỏi vào tất cả những lĩnh vực của cuộc sống. Thì không ngẫu nhiên mà chính phủ mình cách mạng công nghiệp 4.0 là vậy, đúng không ạ? Nó luôn là một xu thế hàng đầu, thì không phải ở Việt Nam mà trên thế giới. Thì mình các học sinh sinh viên bây giờ là đang có xu hướng là lập trình từ bé. Đó là một cái xu hướng mà chắc là có thể không thể tránh khỏi. Thế nên là nó có ưu tiên một cái ngành. Tức là theo quan điểm của mình là có một cái miền ứng dụng rất là lớn, có triển vọng trong tương lai. Vậy thì có triển vọng như vậy thì chắc hẳn là cái tiềm năng ngành này là vô cùng lớn. Vậy thì em có tò mò một chút là ở đây chúng ta có một gương mặt trẻ, là gương mặt mới tốt nghiệp xong và mới bắt đầu đi làm và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của một lập trình viên, đúng không ạ? Và có ba gương mặt ở đây là đã có kinh nghiệm và làm lâu rồi. Không biết là các anh đánh giá như thế nào về cái xu hướng phát triển cũng như tiềm năng của ngành này tại thời điểm hiện tại so với những cái thời điểm mà các anh mới bắt đầu vào nghề ạ? Thưa, có lẽ xin hỏi anh Long ạ. Mình thấy thì về xu hướng của ngành công nghệ thông tin thì so với cái thời mà mình bắt đầu học đại học cũng như lúc mình mới ra trường thì bây giờ khác rất là nhiều. Đấy, ngành công nghệ thông tin thì được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như là cơ hội việc làm và thị trường lao động thì càng ngày càng lớn và có nhiều cơ hội rộng mở cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhắc đến cơ hội việc làm thì bây giờ thì con Minh đã thấy có một câu hỏi của một bạn khán giả khá là thú vị và cũng khá phù hợp với chủ đề chúng ta đang nói. Em xin phép được hỏi bốn vị khách mời, đó chính là câu hỏi của bạn như sau. Em thấy bây giờ mọi người đổ xô đi học công nghệ thông tin, liệu học nhiều như vậy tỷ lệ ra trường thất nghiệp ngành này có cao không ạ? Vâng. Có lẽ là xin hỏi đại diện phía doanh nghiệp đi ạ. Theo mình thì câu hỏi tỷ lệ thất nghiệp cao hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thì mình chỉ xin trả lời cái vế cái hỏi trước là ngành này là ngành mà đang rất là hot và có thực sự là mình có muốn là theo đuổi đó không? Thì theo cá nhân của mình thì nếu mà các bạn yêu thích ngành này thì hãy cứ theo đuổi nó. Còn cái vế sau mà có sợ mà thất nghiệp hay không thì đó là một câu chuyện nó đằng sau rất là nhiều thứ áp lực đấy đó. Nếu mà thực sự thích thì hãy cứ yêu thích cả đấy. Mình tại vì là nó đang len lỏi rất nhiều cuộc sống rồi. Có thể lúc đó mình có dùng hết rồi nhưng mình không cảm nhận được. Đôi khi mình phải đấy. Tạo điểm yêu thích về công nghệ thông tin nó cũng không có là phức tạp như ngày xưa. Ngày xưa thì phải là vừa mình đi học máy tính là nhà đó. Mãi đi học thì mới có máy tính. Đấy, mới được gọi là mình mua máy tính. Thì bây giờ các bạn tiếp cận rất là nhanh. Đó là một cái lợi thế rất là lớn để tiếp cận ngành này. Ngày xưa có khá nhiều khó khăn đúng không? Khó khăn luôn. Thế Tùng thì sao? Ngày xưa thì chắc đường để học ngành này thì như thế nào? Mình lúc mà bắt đầu vào học đại học lại thì cũng công nghệ thông tin cũng đã bắt đầu là hot. Ví dụ như lúc đấy mình thi vào đại học Bách khoa thì hai cái ngành hot nhất trong đại học Bách khoa thời đó là công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, tức là cái điểm phẩy vào là thuộc là dạng là cao nhất ở trong hai cái ngành đó trong đại học Bách khoa. Đấy, nhưng như mà anh vừa nói đây ấy, thì nếu mà so sánh ấy, thì đúng là bây giờ học sinh, sinh viên có rất là nhiều lợi thế, được tiếp cận với máy tính từ sớm hoặc là thậm chí là được tiếp cận với những công nghệ mà có thể nói như là kiểu đứng trên vai người khổng lồ đó. Đó. Thế ví dụ như ngày xưa khi mình học lại muốn lập trình một cái phần mềm gì đó, thông thường là phải làm từ đầu. Còn bây giờ rất là nhiều công cụ có sẵn có để cho chúng ta sử dụng. Quan trọng là chúng ta biết cách sử dụng nó, tiếp cận nó và ứng dụng vào nó để tiếp tục phát triển thêm nữa, đóng góp vào cho cái ngành công nghệ thông tin đấy. Thì những cái bạn xuất phát sau bây giờ có rất nhiều lợi thế, tiếp cận dễ dàng hơn, học dễ dàng hơn, phát triển dễ dàng hơn. Đây, chúng ta có một bạn tiếp cận sau bây giờ tại thời điểm hiện tại luôn. Vậy thì bạn trước câu hỏi là tại vì có rất nhiều bạn khán giả khi chưa ra trường thì các bạn lo là thất nghiệp. Bây giờ bạn là một người ra trường rồi,
bạn trải nghiệm cái nền đi làm rồi. Thế bây giờ bạn có, ngày xưa bạn có cái mối lo đấy không? Và sau khi đi làm xong thì bạn nghĩ rằng là bạn sẽ khuyên các bạn khán giả đang lo lắng về cái sự thất nghiệp thì bạn sẽ khuyên điều gì? Thực ra khi em đang học tại trường Đại học Greenwich Việt Nam thì em không hề có cái mối lo đấy. Bởi vì là em cũng đã được những người đi trước cũng chia sẻ kiến thức từ các thầy cô cũng như anh chị đi trước chia sẻ. Thì mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái hành trang. Ví dụ như là thứ nhất là về tiếng Anh, và bản thân em hiện tại là đang làm việc tại Hitachi, tiếng Anh dùng rất là nhiều và nhiều thường xuyên. Kể cả nói chuyện với các người Việt với nhau vẫn là dùng tiếng Anh thông thường. Rồi cả từ các kỹ năng về mặt chuyên môn. Thì cái điểm lợi thế của các bạn trẻ hiện nay thì như thầy và các anh có chia sẻ là được tiếp cận với cả máy tính cũng như công nghệ rất sớm. Nhưng bù lại là hiện nay chúng ta đang bị gọi là nhập tràn giữa rất nhiều những cái nền tảng công nghệ khác nhau, phải học rất nhiều thứ mình không biết như thế nào, và mình cần phải có một cái định hướng rõ ràng. Thì theo em về tỷ lệ thất nghiệp thì cái vấn đề này thì mình cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì tại sao rất nhiều bạn chia sẻ là em học công ty ra vẫn bị thất nghiệp? Bởi vì cái này còn phải phụ thuộc vào yếu tố của bản thân. Bởi vì tức là mình có khả năng mình đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không. Bởi vì thực tế là doanh nghiệp hiện nay họ cũng yêu cầu cũng không hẳn là quá cao. Ví dụ như là mình chỉ cần chắc kiến thức nền tảng, cũng như là chúng ta nếu biết tiếng Anh được thì càng tốt. Đấy là một cái điểm cộng khi mà chúng ta tham gia các quy trình về phỏng vấn hay tuyển dụng. Nên em nghĩ là tùy thuộc vào khả năng của từng người cũng như là từng bạn mà mình sẽ có được các hội việc làm, và mình không cần phải lo về vấn đề về thất nghiệp hiện nay đối với ngành công ty. Nếu mà tôi mà là các bạn khán giả thì nghe xong câu trả lời này cũng yên tâm lắm. Chứ không có chắc đâu, bởi vì là Hiệp là không lo, bởi vì Hiệp là tốt nghiệp trường đại học xuất sắc nhất. Nhất là top 1 luôn rồi. Top 1 ạ. Ra trường mấy tháng được làm team leader luôn rồi. Thì trong khóa của bạn thì có khoảng bao nhiêu sinh viên có cái trình độ tiệm cận đến trình độ của bạn? Thực tế là trong lớp mình đang học thì cũng có khoảng 3-4 bạn là được bằng first class của trường Đại học Greenwich, tức là bằng xuất sắc. Và những cái bạn còn lại thì không được first class mà cũng tiệm cận, và hiện tại cũng đang làm việc tại các doanh nghiệp, giả sử như là FPT hoặc là các doanh nghiệp công ty tại Việt Nam. Và các bạn hoàn toàn hoàn thành tốt được công việc. Và hiện tại em cùng lớp hỏi thăm nhau thì vẫn hoàn thành tốt và hoàn toàn tham gia được các công việc dự án mà được bàn giao. Thấy thầy Tùng nghe xong rồi, thấy thầy Tùng sướng rồi. Bao nhiêu công đào tạo. Thầy Tùng Thầy Long. Ok, chúng ta sẽ có một câu hỏi khá là thú vị của các bạn khán giả. Em thấy bây giờ nhiều người nói về AI này, Big Data này, IoT. Vậy thì thực chất nó là gì? Vì bọn em là học sinh nên bọn em còn khá nhiều mơ hồ về những cái khái niệm này. Thì xin các thầy có thể giải đáp cho bọn em được không? Thì có lẽ là Thầy Long đi ạ. Thì những cái khái niệm ví dụ như là AI này, Big Data này, rồi Internet of Things này, thì những cái khái niệm đấy thì nếu mà người nào mà không làm quen với công nghệ ấy, thì mới nghe thì có thể cảm thấy nó lạ lẫm và nó có vẻ xa vời thực tế. Nhưng mà thực sự là những cái khái niệm này ấy, và những cái công nghệ này thì nó cũng không phải là mới và đã được ứng dụng trong thực tế nhiều. Chúng ta lấy một cái ví dụ như là chúng ta chụp ảnh bằng smartphone, thì bây giờ smartphone nó có công nghệ là AI để mà tự động nhận dạng khung cảnh hoặc là buổi ngày hay là buổi đêm để mà làm tăng cái chất lượng ảnh lên. Internet of Things thì cũng áp dụng vào ví dụ smartphone nha. Một trong những ví dụ để ứng dụng với công nghệ của Internet of Things. Thế thì xin hỏi anh Toàn đi ạ. Thì trong doanh nghiệp của anh thì bên cạnh những cái AI này, rồi là những cái công nghệ như vừa nêu, thì trong doanh nghiệp của anh có áp dụng những cái công nghệ đấy vào trong cái quá trình làm mình làm việc không ạ? Có. AI và Big Data. Thì đó là một cái xu thế tất cả các doanh nghiệp công nghệ thông tin mà muốn bám đuổi và muốn đi theo được các cái trend, cái xu thế thì điểm này cập nhật công nghệ này nó len lỏi vào cuộc sống rất nhiều, như anh vừa chia sẻ xong. Em thấy AI thì hiện tại là một cái công nghệ mà kể cả chính phủ cũng đang tạo rất nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có đào tạo cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển công nghệ này. Tuy nhiên thì có nhiều quan điểm lại cho rằng là cái công nghệ AI này có thể áp dụng vào một trong các cái lĩnh vực khác, ví dụ như lĩnh vực nhiều ngành khác, ví dụ sản xuất chẳng hạn. Thì cái điều này có thể ảnh hưởng đến cái cơ hội việc làm dành cho các bạn trẻ. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về những quan điểm này? Thật ra thì mình đứng trên góc độ của ngành kỹ thuật, của công nghệ thông tin, thì đấy là một cái AI nó rất là tốt. Nó giúp cho con người tự động hóa, giúp con người có thể là bớt đi cái công sức của mình đi rất là nhiều. Đấy.
như bạn vừa nói là nó trong những ngành sản xuất thì nó sẽ giúp cho việc là tăng cái năng suất lao động robot sáng vậy. Khi các bạn sinh viên tham gia vào cái nghề học đi làm theo đuổi đam mê AI thì đó là bạn lại nhìn thấy góc cạnh rất là hay, đó là mình tạo ra một cái gì đó tự động, cái gì đó nó thông minh giúp ích cuộc sống theo góc độ của nghề kỹ thuật. Tuy nhiên thì nói về cái khái niệm về tỷ lệ thất nghiệp các thứ thì đó là một thật sự đó là theo quan điểm của mình không cần nắng đâu. Nếu là một bạn sinh viên thì hãy thích AI thì vào AI, đam mê nó thích cái gì mà thông minh smart thì học và mình theo đuổi nó thì đẹp. Bên mình chẳng hạn mình theo đuổi không? Thế rồi thì sao? Mình thì nghĩ rằng là sẽ có các cái hướng đi khác, ví dụ như là khi mà AI có thể tự động hóa một số các cái ngành nghề rồi thì thế giới nó luôn vận động, luôn phát triển, lúc đó lại xuất hiện những cái ngành nghề khác và các bạn sẽ theo đuổi những cái ngành nghề đó. Và mình muốn bổ sung thêm một chút về, tức là như em nói vừa ban nãy đấy, tức là mọi người có thể đứng ngoài nghe thấy thì nó khó đúng không, nghe nó kêu kêu vang vang thì đấy sợ sợ, thế nhưng mà thực tế như mình cũng nói ban nãy đấy, tức là bây giờ các bạn được tiếp cận sớm, được thừa kế từ những cái thế hệ đi trước, cho nên là có những cái kết quả. Do vậy các bạn có thể làm được những cái đó từ rất sớm. Mình có thể lấy ví dụ như là IoT chẳng hạn. Thì ví dụ như ngay ở trường FPT của hoặc là một số các trường tư khác, bây giờ lại đã đưa ngay những cái ví dụ, môn học về ứng dụng IoT trong đó rồi. Học sinh lớp cấp 2 thôi, có thể là cấp 2, cấp 3 có thể làm ra những cái dự án IoT rất là hay, như là về tưới cây, về nọ kia các thứ. Ứng dụng bị đưa vào trong trường học luôn đấy, thay thế các cái môn công nghệ cũ chẳng hạn đấy. Hoặc là ví dụ như hôm lần trước mình vừa đi một cái hội thảo về giáo dục, một bạn ở bên cấp 3 FPT đấy dùng cái IBM Watson về cái chatbot để bạn lập ra một cái những cái con chatbot thông minh trả lời cho một môn học về địa lý hay môn học vật lý gì đấy, kiểu như thế. Tức là để mà làm được những cái đó ngày xưa là phải xây dựng từ đầu rất là khó, vân vân. Bây giờ học sinh có hoàn toàn có thể ứng dụng trên những cái công nghệ mà đã có để làm được ra những cái như thế. Và khi mình nghĩ đến cái đấy, thực ra là theo quan điểm của em ấy, em nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái nền kinh tế mới hơn. Mình đúng, chính xác, nó phát triển lên, nó có những cái ngành nghề mới, mình lại tham gia vào những ngành nghề đấy. Tham gia ngành nghề đấy, ví dụ trước là cái YouTube này có rất nhiều streamer và kiếm rất nhiều các ngành nghề tham gia, vừa bán hàng online là Facebook đấy, thương mại điện tử đó. Thì lúc đầu mọi người nghĩ là thương mại điện tử có thể là làm cho cái nghề truyền thống bị mất đi, nhưng thực ra Sau này thì mình lấy cái trường hợp nó ok, mình thích là được, mình đam mê công nghệ đấy. Vậy thì nhiều ngành nghề, nhiều cơ hội như vậy thì chắc hẳn là các bạn sinh viên cũng cần phải trang bị cho mình những kỹ năng để mình có thể thay đổi, để mình có thể hội nhập với xã hội đúng không ạ? Vậy thì theo các anh thì các bạn sinh viên hiện tại cần những kỹ năng gì để có thể gọi là hội nhập với cả xã hội, để mình có thể update bản thân mình và mình có thể nắm bắt những cơ hội trong tương lai? Kỹ năng, ví dụ là khi mà mình mới vào nghề chẳng hạn, mình cần những kỹ năng cơ bản thì sao thế không? Mình nghĩ thì không phải chỉ riêng trong ngành công nghệ thông tin mà những ngành khác. Thì cái kỹ năng đầu tiên mà sinh viên cần có sau khi tốt nghiệp, đấy là kỹ năng mềm. Ví dụ như làm việc nhóm này, hoặc là khả năng thuyết trình, thì đấy là một trong kỹ năng cơ bản nhất. Và với ngành công nghệ thông tin thì tất nhiên là chúng ta cần phải thêm những kỹ năng liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như là lập trình này, hoặc là hiểu về một số cái công nghệ, ví dụ như là cơ sở dữ liệu hoặc là mạng máy tính chẳng hạn, để chúng ta theo đuổi cái lĩnh vực chúng ta đang đặt tròn. Hiệp thì sao? Theo em thì những ý thầy Long nói cũng đều đúng, tức là bao gồm kỹ năng mềm và các kiến thức nền tảng ngành công nghệ thông tin. Nhưng mà em có bổ sung thêm một thứ em nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì khi một số cái bạn đi sau ấy hỏi em chẳng hạn là em nên học ngôn ngữ lập trình gì đầu tiên chẳng hạn, được câu thường hay phổ biến, thì em thường trả lời một câu rất đơn giản thôi: không phải lập trình mà học tiếng Anh. tiếng Anh là thứ quan trọng nhất trước khi học lập trình. Bởi vì là tất cả các công nghệ mới hiện nay thì người ta đều có các tài liệu hướng dẫn rất là cụ thể ở trên trang chủ, rồi từ YouTube, rồi từ các khóa học online, rồi tất cả nhiều nơi. Và gần như thường nói là khi mà bạn có thể nghe hoặc đọc hiểu tiếng Anh được thì bạn có thể tiếp cận được là 80% những nguồn kiến thức của thế giới rồi. Thì tiếng Anh là thứ rất là quan trọng khi chúng ta muốn tiếp cận, hoặc khi chúng ta lập trình mà gặp lỗi chẳng hạn, chúng ta muốn tìm những cái giải pháp, chúng ta muốn giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải, thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta search bằng tiếng Anh ở trên Google chẳng hạn, thì chúng ta mới có được cái câu trả lời mình mong muốn. Thì đó là cái bổ sung. Đúng rồi, rõ ràng tại vì tiếng Anh đang rất cần thiết. Tại vì là theo một con mình có đọc một cái thông báo cáo về ngành IT của nền tảng TopDev. Có thể mọi người biết đó là một ngành mà cung cấp các cái nguồn nhân lực cũng như là tuyển dụng dành cho ngành công nghệ thông tin. Thì họ nói rằng là trong năm nay thì Việt Nam chúng ta cần hơn 400.000 nhân lực
dành cho ngành công nghệ thông tin, và họ dự báo rằng là trong năm tiếp theo Việt Nam sẽ cần, con số này sẽ tăng lên là 500.000. Vậy họ chỉ ra là đây là một sự thiếu hụt của ngành công nghệ thông tin, và một trong những lý do dẫn đến cái sự thiếu hụt đó chính là vì là các lớp trẻ ra trường họ thiếu một số kỹ năng cần thiết, và họ thiếu cái điều quan trọng như bạn vừa nói chính là tiếng Anh. Vậy thì khi mà chúng ta lắng nghe những cái nhận, chúng ta nhận ra những cái điều này, vậy thì xin hỏi với tư cách là một giảng viên tại Đại học Greenwich Việt Nam, thì thầy đánh giá như thế nào về những cái phương pháp mà mình đang áp dụng trong trường? Liệu những phương pháp đó có thể giải quyết được những cái thiếu hụt đó trong thị trường hiện tại không? Thì xin trả lời câu hỏi đó là như sau. Thứ nhất là ngôn ngữ giảng dạy trong trường thì là bằng tiếng Anh, tức là tài liệu tất cả mọi người sinh viên dùng đều là tiếng Anh. Các bài tập, đề bài giao đều là tiếng Anh. Và trên lớp có các thầy cũng giảng dạy bằng tiếng Anh, thì vậy sinh viên sẽ được quen dần, thực tập dần với tiếng Anh. Thế nên có những lúc mà đùa gọi đùa là khó quá thì ta bắn sang tiếng Việt ấy, kiểu như thế. Nhưng mà sinh viên được tiếp cận dần dần rồi sẽ thấm dần lên, và lên các chương trình học top up thì hoàn toàn giảng dạy và học đều là bằng tiếng Anh hết. Và thậm chí giao các bài tập về nhà, ví dụ như mình chẳng hạn, mình hay giao các bài tập trên các cái trang của tiếng Anh, bắt sinh viên học một cái course nào đó bằng tiếng Anh, những cái course mà free. Đặc biệt là như trong thời gian này dịch COVID-19 ấy, rất nhiều nơi ở trên thế giới họ free các cái, họ miễn phí các cái nguồn học bằng tiếng Anh, và mình luôn luôn khuyến khích sinh viên của mình là đăng ký vào các cái gói đó để mà tận dụng cái thời gian này để mà học. Trong lúc thầy Tùng trả lời thì có một bạn khán giả hỏi là học công nghệ thông tin tại Renick có khó lắm không, có vất vả lắm không, vì em thấy các anh chị kêu lắm. Thì ai kêu, bạn kêu đúng không? Không kêu không? Vâng, xin hỏi các thầy đi ạ. Thì các thầy học Renick công nghệ thông tin Renick có vất vả không ạ? Thầy Long. Theo mình nghĩ là học công nghệ thông tin ở Greenwich, không chỉ ở Greenwich mà cũng ở những cái trường đại học có đào tạo về ngành công nghệ thông tin thì chắc chắn là khó và vất vả. Và cái mức độ vất vả nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào là các bạn có đủ đam mê và có chăm chỉ quyết tâm với cái lĩnh vực mà mình theo học hay không. Nếu mà chúng ta chăm chỉ, chúng ta chịu khó học, nghe giảng, lên lớp đầy đủ, làm bài tập đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy nó cũng bình thường, không vất vả lắm. Nhưng mà nếu chúng ta đi học một hai hôm chúng ta thấy nó khó, chúng ta sẽ cảm giác lười, thì tự nhiên càng ngày càng thấy vất vả hơn. Ngành nghề nào cũng thế, chứ không chỉ mỗi công nghệ thông tin. Nếu mà đặc thù là công nghệ thông tin thì như mình có chia sẻ thì nó hơi khó khăn, đặc thù là khó khăn nên là về công nghệ mà toàn trong cột, nên là nếu mà chúng ta không đủ quyết tâm và đam mê ngay từ đầu thì chắc chắn là sẽ thấy khó. Mình chia sẻ thêm mà với ngoại ngữ tiếng Anh điều kiện tiên quyết thì các doanh nghiệp tuyển dụng thì thật sự điểm có một cái nguồn chất lượng mà nó đảm bảo, hay là một cái ứng viên mà nghe bản thân phải đi tuyển dụng thôi, mình cảm thấy là được nhất đó là đầu tiên điều kiện đầu tiên là ngoại ngữ, đó là cái điểm tiên quyết, kỹ năng về logic, về toán, kỹ năng về toán, sau là hai cái điều kiện cơ bản bắt buộc, vì nếu không có ngoại ngữ còn tiếng Anh thì làm trong những ngành nghề này nó là một cái rào cản rất lớn. Đó là điều kiện. Nếu các bạn nào có cơ hội mà trao đổi tiếng Anh với những môi trường như trường của mình chẳng hạn, thì đó là những cái điều kiện rất là tốt để bắt đầu là mình thắm dần. Từ năm đầu tiên đến năm thứ tư bắt đầu là mình sẽ trải nghiệm dần tiếng Anh, tất cả mọi thứ do khi ra trường thì cái việc này nó không còn bỡ ngỡ. Và như bản thân là mình đi làm, tôi không biết là bằng tiếng Anh, tài liệu, VS Code thì rồi các thứ đều có là tiếng Anh. Thì để ngành nghề mình phát triển được, ngành nghề mình là phù hợp. Thì xin phép là hỏi bạn hiểu một chút đấy, trước khi lắng nghe những cái yêu cầu, những cái yếu tố mà một nhà tuyển dụng yêu cầu cộng với cả kinh nghiệm của bạn đã đi làm và có lẽ đã trải qua những cuộc phỏng vấn xin việc đúng không ạ? Thì bạn có chia sẻ cho các bạn khán giả một vài cái tips để mình có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng mà mình có thể được nhận không? Thì trước hết là chúng ta cần phải chuẩn bị khả năng về ngoại ngữ. Để chúng ta muốn phỏng vấn tại những cái tập đoàn lớn thì họ đều yêu cầu về mặt ngoại ngữ, thì về tiếng Anh. Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị cho mình những cái nền tảng tốt. Chúng ta khi mà viết CV mà chúng ta đang muốn tập trung vào xin vị trí nào, chúng ta nên tập trung vào những cái nền tảng công nghệ đấy thôi. Chúng ta hạn chế chúng ta viết quá nhiều thứ. Bởi vì là nếu chúng ta viết quá nhiều mà không sâu thì cũng là vấn đề rất là nguy hiểm, và cũng thể là có thể tình trạng là khi mà chúng ta phỏng vấn là nhiều khi chúng ta bị hỏi sâu một chút là chúng ta cũng sẽ không trả lời được.
nên xảy ra tình trạng là có một số bạn là có thể biết nhiều công nghệ nhưng các bạn có thể apply vào các vị trí khác nhau, các bạn hoàn toàn có thể là sửa CV rất là nhiều để cho phù hợp đúng với cái vị trí đấy thôi. Và khi cả các bạn muốn xin việc ở nước ngoài như Singapore hoặc là thậm chí là kể cả Silicon Valley của Mỹ cũng nên viết CV kiểu hình thức như vậy, cũng không nên là mình dàn trải quá nhiều technology về các công nghệ ở bên trong đấy. Còn về vấn đề về kiến thức thì quan trọng nhất là mình cần phải có kiến thức nền tảng đối với bạn xin vào trường. Sinh viên trường cần kiến thức nền tảng quan trọng là sử như về tư duy lập trình, về tư duy lập trình, về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hoặc là những cái nền tảng như là về OOP. Đây là những cái câu hỏi mà thường được hay hỏi rất là nhiều trong các buổi phỏng vấn đối với các sinh viên ra trường. Đấy, nhân nói về cái vấn đề là mình giỏi nhiều công nghệ, mình biết nhiều thứ thì mình chỉ nên ghi là một hai cái tùy thuộc vào vị trí mình ứng tuyển, đúng không? Đó. Đó. Thì các bạn nên tập trung vào cái bản chất, các bạn học sâu về một công nghệ và biết một cái lộ trình, phải biết tương đối là nếu mà tốt nhất là nên biết sâu về một lộ trình, ví dụ đấy, để khi mà đi phỏng vấn đứng vào doanh nghiệp phỏng vấn thì mình sẽ thường là bạn nào biết nhiều công nghệ biết nhiều thứ ấy, mình chỉ cần hỏi hai ba câu là có thể như là mình phải đánh giá luôn bạn ấy. Nhưng các bạn là biết về chi tiết về một cái công nghệ bạn yêu thích, bạn đã biết cái dự án trong trường cái bạn ấy tham gia thì nó rất là ok. Mình rất là thích những kiểu cá nhân mình nhé, mình thích rất kiểu những cái bạn như vậy để rất là tốt về đúng cái focus và những cái mà doanh nghiệp cần. Tại vì biết ít nhưng biết sâu, đúng không? Vì bản chất là doanh nghiệp cần người như vậy. Vâng. Tại vì có một bạn có một câu hỏi nhưng cũng khá là thú vị, đó là khi mà nghe các anh trả lời thì các bạn có hỏi là vậy thì theo các thầy thì em nên phát triển bản thân theo chiều sâu về một chuyên ngành hẹp nào đó hay là phát triển theo hướng chiều rộng, đó là mình biết thật nhiều ngôn ngữ lập trình, biết thật nhiều các cái lĩnh vực khác. Thì có lẽ sẽ hỏi thầy Tùng nhé, thầy trả lời câu hỏi này của các bạn nào. Ok, thì về mặt học như nào đấy, thì lúc trước đấy bạn Hiệp bạn có nhắc đến một cái là bây giờ ngoài cái lợi thế là được đứng trên cái nền tảng đã có thì sinh viên bây giờ lại như kiểu bơi trong một cái bể kiến thức đấy, quá nhiều nhánh, có quá nhiều thứ cần học đó. Đó thì cái này thì đầu tiên, trước mắt đầu tiên các bạn phải xác định là rõ sau này mình muốn làm một cái ngành hẹp nào trong công nghệ thông tin và tìm hiểu xem để đạt đến đỉnh của cái ngành đó, để cái chuyên ngành đó bạn cần phải qua những cái bước gì, bạn cần phải thu thập được những kiến thức gì. Và mình nghĩ những cái thông tin này không phải là không có, mình có thể hỏi chia sẻ với kinh nghiệm những anh đi trước đấy, thì xem là người ta sẽ có một cái lộ trình, người ta đã đi rồi, người ta rút kinh nghiệm rồi. Những nhiều người rất là họ cũng chia sẻ những cái đó trên mạng đấy, có thể theo dõi những cái người nổi tiếng họ viết blog, họ chia sẻ trên Facebook để xem cái con đường để đi đến đấy thì cần có những kiến thức gì. Và tất nhiên là lúc đấy mình sẽ phải theo một cái nhánh đó. Còn nếu không thì quá nhiều nhánh không thể nào mà theo dõi được hết mà học được hết được cả. Cho nên cái việc mà học rộng thì là không nên. Còn hoặc là có thể nói đùa là nếu mà muốn theo ngành thầy giáo thì nên học rộng. Ví dụ như là tôi hay thầy Long thì có thể biết rất nhiều nhưng không thể biết sâu được hẳn một cái nhánh. Đấy. Đấy. Vì thậm chí là trong lúc mà hướng dẫn sinh viên, nhiều bạn có biết những cái kiến thức mà hoàn toàn các thầy cũng chưa biết đấy. Các thầy cũng chưa biết đấy. Vì bây giờ nó quá nhiều thứ, có quá nhiều thứ. Chính xác. Có một câu hỏi tiếp cũng khá là thú vị và em sẽ hỏi bốn vị khách mời của chúng ta ở đây. Đó là trong quá trình làm việc thì người trong nghề cần nâng cao bản thân như thế nào để thích nghi với tốc độ phát triển của công nghệ số? Thì có lẽ xin hỏi một gương mặt trẻ nhất của chúng ta đi, bạn Hiệp đi ạ. Thực ra là như chúng ta biết là đang thời buổi dịch Covid thì ngành công tin đóng vai trò rất là quan trọng. Như bạn có trình bày là từ việc học online cho đến việc học hành. Nên thành ra thì vấn đề về chuyển đổi số hay gọi là digital transformation thì nó không còn nói chuyện là trên nói bằng văn bản hay là gọi là quảng cáo ở trên thời sự hay là báo chí nữa, mà gần như bây giờ là cái mà chúng ta việc phải làm. Thì bây giờ để các bạn sinh viên mà có thể là thích ứng với cả việc chuyển đổi số thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình những cái hành trang vững chắc về mặt nền tảng. Như mình cũng có trình bày trước đấy, nhờ vấn đề về ngoại ngữ, về kỹ năng mềm, cho đến các kiến thức nền tảng về ngành công nghệ thông tin. Và chúng ta cần phải có được cái định hướng rõ ràng. Ví dụ như là các thầy có trình bày và anh có trình bày là chúng ta cũng không nên biết quá dàn trải. Tức là khi thời gian đầu mà khi chúng ta chưa định hướng thì mình có thể là mình nên có độ trải nghiệm để từ đấy mình tìm ra cái con đường mà mình muốn đi nhất. Và chúng ta từ đó chúng ta có thể là biết mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu đấy. Thì đó là điều rất quan trọng. Thế còn thầy Tùng sao? Quan điểm như nào? Theo mình thì cái mà nên đi như bạn nói đấy, trong cả lúc học đến lúc mà ra trường đi làm, đúng không? Trong nghề nghiệp của mình thì cái mà theo mọi người nhiều nhất chính là cái khả năng tự học.
vì mình kể cả sau này đã đi làm rồi các bạn vẫn luôn luôn phải tự học, vẫn luôn luôn phải cập nhật các cái công nghệ mới. Đấy, thì nếu mà không có cái khả năng tự học thì nhanh chóng bị tụt lùi ngay. Thế thì các bạn khán giả hãy nhớ là khả năng quan trọng nhất là phải tự học, tự giác. Đúng không ạ? Tự học, tự giác, một, theo lời thầy giáo đã chia sẻ. Có những câu hỏi khá là thú vị của các bạn khán giả. Đó là em học công nghệ thông tin thì có cần biết sửa máy tính, cài Win dạo hoặc là hack Facebook hay không ạ? Có lẽ là bên cạnh những cái góc nhìn vô cùng chuyên sâu thì các bạn khán giả ở đâu đó, những mà người mà chưa thực sự am hiểu về ngành này cũng có cái góc nhìn của những người ở bên ngoài, ngoại đạo đúng không ạ? Thì xin hỏi anh, xin anh Long ạ. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thì theo cái hiểu biết của mình ấy, thì chắc là không có cái trường đại học nào dạy về công nghệ thông tin mà đi dạy sinh viên đi cài Win hoặc là quét virus cả, mà cái đấy là những cái kỹ năng mà cơ bản sinh viên phải tự trang bị khi mà bắt đầu học về ngành công nghệ thông tin này. Tại ngày xưa đấy chính là em khả năng tự học. Tại vì em thấy là nhiều bạn sinh viên, em có rất nhiều người bạn là đang học về chuyên ngành công nghệ thông tin thì các bạn thường nói đùa với nhau là ok bây giờ học mà xong ra trường không biết làm gì thì đúng rồi thì đi cài Win dạo đi hack Facebook thuê. Đây có một câu hỏi nhân việc đang nói đến việc hack thì bây giờ bạn hỏi một câu rất là thẳng thắn và rất là quyết liệt, đó là em muốn làm hacker thì nên bắt đầu như nào? Bắt đầu như nào? Đây có câu hỏi gì? Hacker thì bạn hãy thử hack trường website của trường. Đúng rồi, cái này giản nhất. Hay là hack điểm số của cài điểm của mình đi. Đúng rồi. Thực ra là cái nghề hacker thì mình chia sẻ thêm. Thì là mình cũng là từ tốt nghiệp đại bách khoa. Ngày xưa anh cũng đi hack. Không, mình cũng là được trải nghiệm ở trong ngành công nghệ thông tin như là BKD, mình là học sinh tập BKD. Nhà hacker thì người ta các bạn hack vui vui thì các bạn tìm rất nhiều công cụ trên internet để mà học chính thống thì các bạn nên cũng nên học bài bản những cái trung tâm đến các đơn vị tốt gọi là hacker mũ trắng, hacker mũ đen thì đó là người ngoại đạo đấy. Điều vì sao? Thì tôi nghĩ là nếu mà ngày xưa bạn có một thành tích học thật tốt như vậy thì chắc là không bao giờ bạn nghĩ đến chuyện bạn hack hệ thống điểm của thầy cô giáo đâu đúng không? Thực ra cá nhân mình cũng không có am hiểu nhiều về lĩnh vực về an toàn thông tin, bởi vì là cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi là vấn đề về software engineer, về kỹ sư phần mềm, mình thành ra mình cũng không có tìm hiểu nhiều. Tất nhiên là mình sẽ không có nhu cầu hack wifi chứ. Bạn có thể chia sẻ sâu hơn với công việc của mình được không? Nếu mà những kỹ sư phần mềm thì công việc của bạn hàng ngày là làm gì? Thực ra công việc hàng ngày của mình là cũng giống như anh là làm full stack. Nói anh em đùa với nhau là giống như kiểu là cu li vừa rửa bát vừa lau nhà. tức là gọi là có task nào từ việc các bạn thiết kế cơ sở dữ liệu hay các bạn lập trình về vấn đề giao diện hay là vấn đề về back end thì hoặc là giao tiếp với khách hàng thì các bạn là mình đều join vào những cái task như thế và hướng dẫn cả các thành viên khác ở trong team. Thì đó là những việc mà mình làm hàng ngày. Thế còn anh Long thì bây giờ chúng ta bên cạnh cái việc làm hacker rồi cái Win dạ rồi thì không biết là ví dụ bây giờ ngày xưa thì hồi anh trẻ chẳng hạn thì ví dụ là khi mà chúng ta mới ra trường chẳng hạn đấy, thì hoặc là những người thân, những người bạn của mình họ không học ngành gì này thì ví dụ họ thấy mình học công nghệ thông tin thì là họ qua mang cái máy tính qua nhờ mình sửa hộ, anh có bao giờ gặp trường hợp đấy không? Thực ra là mình gặp ngay từ lúc mình đi học đại học rồi. Ngay từ năm nhất thì mọi người mặc định đó. Anh này học công nghệ thông tin chắc chắn là biết cài Win nên là sửa ngay mình bị nhơ, chứ không phải là từ lúc tốt nghiệp mà là bị nhơ ngay từ thời sinh viên rồi. Anh có tìm cách sửa không, nhưng mà mình có học đâu đúng không, mình có biết đâu. Thật ra thì hồi cấp 3 mình có đi học một khóa ngoài rồi nên mình biết những cái đấy. Nó phụ thuộc vào kỹ năng tự học thôi đúng không? Đúng rồi, phải tự học. Vậy thưa thầy Tùng, là như anh Toàn cũng như là bạn Hiệp đã nhận xét đúng không ạ, là chúng ta cần phải có tiếng Anh, cần phải có rất nhiều kỹ năng để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hiện nay. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về cái giáo trình của Đại học Greenwich Việt Nam để có thể đáp ứng được những nhu cầu đó của xã hội? Trước hết thì trường Greenwich Việt Nam thì là liên kết giữa IPT với lại University of Greenwich ở Anh. Thì như vậy là chương trình giáo trình thì là do hoàn toàn là do bên Anh, và trường sẽ dựa theo giáo trình đó để có một chút về bản địa hóa, có những cái bổ sung vân vân. Nhưng nội dung gốc của chương trình ấy thì khá là
tiệm cận với những cái công nghệ mà bây giờ đang cần hoặc là đang thành xu hướng hot bây giờ đấy. Ví dụ như là trong chương trình có những môn về IoT, nãy chúng ta cũng đã đề cập đến IoT đúng không ạ? Có cả chương trình về dạy điện toán đám mây, có cả chương trình dạy về doanh nghiệp thông minh, business intelligence, vân vân. Đấy, thì ngoài ra thì tất nhiên là trước khi học được những môn đó thì sinh viên đều có qua những cái môn cơ bản về cơ sở dữ liệu, về lập trình hướng đối tượng vân vân đấy. Thì đều sẽ học những cái môn nền trước và sau đó xuất phát điểm để vào học những cái môn mà xu hướng bây giờ đấy, cập nhật theo xu hướng bây giờ. Và em có biết là bên cạnh trước khi chúng ta học những cái môn cơ bản, chúng ta còn có một giai đoạn nữa là giai đoạn học tiếng Anh thì sẽ ngồi chính xác. Tại vì là nhà trường em được biết là nhà trường bên đầu vào thì bao giờ cũng phải test tiếng Anh để xem các bạn có đủ trình độ tiếng Anh không và đáp ứng ở cái level nào để chúng ta có thể đáp ứng cho những cái giai đoạn chuyên ngành về sau. Đó, vậy nên là đầu tiên chúng ta học tiếng Anh, sau đấy là những môn cơ bản và sau đó những môn sâu hơn như thầy vừa nói. Vậy thì xin hỏi bạn Hiệp, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Greenwich Việt Nam và khi đi làm thì bạn thấy những kiến thức mà bạn đã học thì bạn áp dụng vào trong cái công việc hiện tại của bạn như thế nào? Sau khi kết thúc chương trình học tại Đại học Greenwich Việt Nam thì những kiến thức của em là hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu doanh nghiệp, từ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho đến các kiến thức về chuyên môn. Thì khi em tham gia các dự án thì gần như là không hoàn toàn gặp khó khăn gì. Và đặc biệt là có bằng chứng luôn, có bằng chứng luôn về chuyện này. Tức là ngay tuần trước là em có tham gia interview cả khách hàng Mỹ để có thể lấy dự án về cho công ty. Và rất là tuyệt vời là em có đã pass cái interview đó. Và hoàn toàn communicate bằng tiếng Anh và hỏi cả về chuyên môn lẫn hỏi về cả những cái kỹ năng mềm khác. Và mình hoàn toàn sử dụng tiếng Anh cũng như mình phải nói được cái kiến thức chuyên môn của mình bằng tiếng Anh nữa. Thì đó là điều rất tuyệt vời mà khi em học tại trường Đại học Greenwich Việt Nam đã mang lại cho em điều đó. Chúc mừng bạn vì thành tích vô cùng xuất sắc đúng không ạ? Xin hỏi anh Long ạ, tại vì được biết là anh cũng có thời gian anh học tại nước ngoài đúng không ạ? Đúng rồi. Thì không biết là sau khi có thời gian đó và khi quay trở lại đây và hiện tại đang là một giảng viên tại Đại học Greenwich Việt Nam thì anh đánh giá về cái môi trường đào tạo tại Đại học Greenwich Việt Nam như thế nào? Trong cái quá trình mà mình được tham gia giảng dạy ở tại trường Đại học Greenwich Việt Nam ấy, thì mình thấy đây là một môi trường rất là thú vị và rất là phù hợp với các bạn sinh viên. Nếu mà các bạn có đam mê cái ngành công nghệ thông tin thì một trong những điều mình thấy ấn tượng nhất với cái môi trường làm việc đây đấy là từ cái giáo trình thì rất là rõ ràng, dễ hiểu, và cái phần đánh giá mình đánh cao phần đánh giá, tức là có cái đặc thù ở những cái môn mình dạy Đại học Greenwich thì lại không thi mà lại làm bài tập. Đấy, và khi làm bài tập, những môn mình dạy thì đa phần liên quan đến lập trình, nhưng mà không phải chỉ mỗi code mà các bạn còn phải report, và chắc chắn là cái report đấy phải bằng tiếng Anh. Đấy, để là nâng cao cái kỹ năng mềm nha các bạn. Đúng rồi. Thì vì như thầy Tùng chia sẻ là chúng ta sử dụng giáo trình trực tiếp đến từ bên Anh Quốc. Vậy thì nó cũng sẽ giống với việc là các bạn đi du học, nhưng chỉ khác là chúng ta được học tại Việt Nam. Vậy thì thầy đánh giá như thế nào những cái lợi ích của việc mà chúng ta học tại Việt Nam nhưng chúng ta được học trong một môi trường quốc tế ạ? Theo mình thì thứ nhất là mình vẫn được tiếp cận với những kiến thức của thế giới đúng không? Tiếp cận của thế giới. Nhưng ngoài ra như mình nói đấy, tức là phía nhà trường vẫn luôn luôn có những cái gọi là bản địa hóa để làm sao cho phù hợp với cái thị trường ở Việt Nam. Đấy, thì mình có được những cái lợi thế như thế. Ngoài ra thì còn có là bằng tiếng Anh nữa, tức là nghe nói, đọc viết đều được nâng cao các cái kỹ năng tiếng Anh. Đó là chúng ta cũng sẽ cái mức chi phí của chúng ta chi trả cho cái việc học tại Việt Nam trong một môi trường quốc tế nó sẽ thấp hơn đúng không ạ? Việc là chúng ta sẽ phải đi du học đúng không ạ? Và để rất nhiều lợi ích dành cho... Là một lợi ích nữa là theo mình nghĩ là đấy là được gần gia đình. Gần gia đình. Thưa thầy Tùng, là bây giờ có rất nhiều bạn khán giả, những bạn sinh viên đang muốn theo ngành này. Vậy thì nếu bây giờ được lựa chọn một câu để có thể gửi gắm cho các bạn sinh viên đang muốn theo ngành này thì thầy sẽ lựa chọn câu gì để mình có thể có những cái định hướng cho các bạn đấy, cũng như là phần nào đó động viên tinh thần các bạn, vì từ nãy giờ chúng ta nói về rất nhiều mặt trái như là vất vả rồi khô khan rồi là khó lắm thế nào anh kia. Thì bây giờ thầy có lời nào muốn nhắn nhủ để gửi tặng cho các bạn trẻ đang muốn theo ngành này không? Nếu mà nói ngắn gọn thì mình có nghĩ là nên cần có cái đam mê. Từ đam mê thì mình mới có những cái động lực để vượt qua những khó khăn như thế, mình theo đuổi được cái nghề nghiệp của mình. Đam mê. Ví dụ như có thể là đam mê nó có thể thay đổi. Đam mê nó có thể thay đổi, nhưng nên xuất phát bắt đầu từ đam mê. Vì như nãy bạn có hỏi về
hỏi hiệp đấy nhỉ, đúng không? Có đam mê chơi game, chơi game không? Nhưng ngày xưa của mình là đam mê là viết ra một cái chương trình chơi điện tử, từ đó mình theo theo ngành này. Còn tất nhiên bây giờ nó thay đổi rồi. Okay, thế thì đúng không? Thầy Tùng sẽ là đam mê, các bạn phải có đam mê và nên bắt đầu từ đam mê, bắt cho dù bất kỳ là một ngành nghề nào. Vậy thì anh Toàn thì sao? Ờ, theo anh thì góc độ là một doanh nghiệp, góc độ doanh nghiệp thì thứ nhất thì anh nhìn thấy đúng như chị vừa chia sẻ. Anh khi mà tuyển dụng thì anh rất thích bạn nào có đam mê. Bây giờ thì Tùng nói đam mê rồi, không được nói đam mê, phải nói một thông điệp khác. Thực ra thì nếu mà để thứ hai sau đam mê thì anh xin chia sẻ đó là cái sự cần cù, sự nỗ lực, mà cái sự mình làm cái nhóm mình cần mà mình, nói chung là mình phải theo một hướng mình muốn học hỏi, muốn cầu tiền. Đó là hai sau đam mê, đó là cái thứ hai cần thiết nhất, cần cù và cầu tiền. Vâng, anh Long thì sao? Một cái thì cũng là đam mê và cần cù, nhưng mà thêm một cái mình chia sẻ nữa này, như bạn Hiệp này là chúng ta phải cần có tiếng Anh. Và một cái quan điểm của mình nữa là trong bất kỳ mình theo đuổi bất kỳ cái ngành nghề gì thì mình nên có niềm tin vào cái đấy, tức là niềm tin là mình có đường lựa chọn của mình là đúng. Đam mê, cần cù, niềm tin. Hiệp thì sao? Thì ngoài ba yếu tố đấy ra thì em nghĩ là một người mà muốn theo đuổi ngành này thì cần phải có tính tò mò. Tò mò, luôn đặt câu hỏi tại sao. Ừ. Ừ. Thì người ta sẽ theo ngành này. Thế ngày xưa bạn tò mò về cái gì mà bạn quyết định theo ngành này? À không, ý em mà giả sử khi là em lập trình chẳng hạn, mà em gặp những đoạn mã hay từ các lập trình viên giỏi chẳng hạn, thì em muốn tò mò tại sao em luôn học hỏi từ những cái phần đó, và em muốn có thể viết ra những đoạn mã giống như người ta chẳng hạn, hoặc là những cái công nghệ mới, mà tò mò là tại sao như vậy, và tại sao là người ta lại thiết kế hệ thống như này, tại sao thiết kế hệ thống mà không phải như này, thì mình luôn đặt hàng câu hỏi như vậy và mình tìm câu trả lời có thể từ những người giỏi hơn mình, hoặc là từ internet, hoặc là từ chính bản thân mình ngộ ra chẳng hạn, thì mình sẽ nâng cao kỹ năng của mình, mình cảm thấy càng ngày càng hứng thú hơn. Ừ, đúng rồi, mình phải tò mò. Vậy chúng ta tổng kết lại, đúng không? Đầu tiên là đam mê, tiếp đến là chúng ta phải cần cần cù, tiếp đến là tiếng Anh. Tiếng Anh, chúng ta nhắc rất nhiều đến tiếng Anh trong chương trình ngày hôm nay. Vậy nên các bạn khán giả ở đây, chúng ta có những giảng viên, chúng ta có nhà tuyển dụng ở đây, và chúng ta có cả những gương mặt đi trước có rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Vậy nên các bạn hãy nhớ, tiếng Anh vô cùng quan trọng. Và chúng ta cuối cùng, chúng ta phải có sự tò mò. Bạn phải hỏi thật nhiều vào, chúng ta hỏi, có thể không biết thì các bạn hãy comment ngay xuống dưới. Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay để gửi đến cho 4 vị khách mời và trả lời, và có thể sau đó là có thể gửi lại, phản hồi lại trực tiếp cho các bạn. Và có lẽ là thời lượng thì chương trình của chúng ta đến đây cũng kết thúc. Và có lẽ là thay mặt cho Đài Greenwich Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới 4 vị khách mời vì đã dành thời gian để có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Anh muốn nói gì ạ? Vâng, và nhân đây thì con mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn vì đã dành thời gian và đồng hành cùng chúng tôi trong 3 số, đến ngày hôm nay là số thứ 3. Và một lần nữa xin cảm ơn sự đồng hành cùng tất cả quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của chương trình của chúng tôi. Và một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.